Rồi, hôm nay Bảo Phát xin giới thiệu cho quý anh chị nhà mình một căn nhà siêu phẩm cực đẹp trong khu phố 2 chợ Điều, Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai nha quý anh chị. Rồi, hiện tại Bảo đang đứng ở ngã ba đường quốc lộ 1A, xa lộ Hà Nội. Rẽ vào đây là ngã ba của quán ăn Hải Yến đi vào chợ Điều. Đây là trường học Hoàng Văn Thụ. Còn mấy bên tay trái là trường học của Phan Bội Châu. Phía trước, đoạn đường này là ngã ba chợ Điều. Thì chúng ta sẽ đi về hướng mé bên tay phải. Đi về hướng của vật liệu cao trí, đi đây trong là hướng của đi vào ngôi nhà. Rồi, đây là căn nhà mà đang được rao bán ha. Căn nhà này có diện tích là ngang 7,8 và dài là gần 13 mét nha quý anh chị. Thì toàn bộ phía trước ngôi nhà được ốp đá hoa cương. Thì chúng ta đi vào bên trong để xem tất cả nội thất của bên trong ngôi nhà. Thì cửa kính nhôm, nguyên kho nhôm xịn luôn, sò luôn. Nhà thì cũng có một gác lửng phía trước, chúng ta thấy là một gác lửng ha. Rồi đây là toàn bộ không gian của cái ngôi nhà. Và ngôi nhà này có hai phòng khách, phòng một phòng khách thì nằm trong ngôi nhà, một phòng khách thì nằm ở bên ngoài. Còn đây là bộ ghế salon. Bộ ghế salon này ở bên ngoài thị trường đang có giá là bán từ 17 đến 18 triệu. Và mặt bàn của nó được giả đá. Bộ ghế salon này hoàn toàn là mới 100%, được chủ nhà mới mua về. Toàn bộ nội thất bên trong trong căn ngôi nhà này thì có trị giá gần 100 triệu nha quý anh chị ha. Thì chủ nhà sẽ tặng full nội thất cho quý anh chị. Mà riêng cái bộ ghế salon này thì chủ nhà không có tặng, chủ nhà sẽ lấy lại bộ ghế salon này. Rồi mình cùng nhau xem lại một lần nữa của cái khu vực phòng khách ha. Đây là cái không gian của khu vực nhà bếp. Khu vực nhà bếp thì cũng rất là rộng. Và đây là không gian khu vực nhà bếp có tủ trên và tủ dưới. Đây là không gian của kệ tủ trên. Đây là bếp. Bếp thì hiệu là Kiwa và được bếp âm luôn. Bếp này thì rất là mắc tiền. Mặt bếp thì được ốp đá hoa cương. Đây là toàn bộ cái không gian của bên trong ngôi nhà. Rồi, đây là khu vực rửa chén, bát rửa phụ thôi nha. Có hiệu vòi nước nóng lạnh luôn. Vòi nước rửa chén nóng lạnh hiệu của Sanda K540C đây như quý anh chị. Rồi bên trong thì chúng ta sử dụng vòi sen của Dasoki nóng lạnh luôn. Đó. Có bồn cầu này, lalabo. Đó, được là xịn sò hết luôn. Rồi có gương luôn. Riêng đặc biệt cái cửa nhà vệ sinh thì được lắp bằng tay co thủy lực tự động mở ra khi chúng ta mở ra sẽ tự động lại. Rồi đây là cái vị cầu thang đi lên gác lửng phía trên. Thì nhà này có một cái gác lửng, một phòng ngủ. Thì chúng ta có thể thiết kế thêm phòng ngủ, nhưng hiện tại chủ nhà đang thiết kế một phòng ngủ thôi. Thì phòng ngủ phía trên thì có lắp tủ sẵn cho chúng ta và hệ thống máy lạnh. Chủ nhà sẽ tặng cho chúng ta full cái máy lạnh này luôn ha. Thì có rèm cửa trên phòng ngủ luôn. Thì toàn bộ nội thất thì trên trong nhà thì chủ nhà sẽ để lại cho chúng mọi người hết ha. Khi chúng ta mua, chúng ta chỉ việc là xách vali và dọn vào chỗ ở thôi. Rồi xung quanh phòng ngủ thì cũng được chủ nhà đề co những cái màu sắc rất là sáng, giúp cho căn phòng nó được ấm áp hơn. Còn tủ thì đây là tủ quần áo. Thì tủ quần áo thì tủ này thì chủ nhà cũng lắp đặt một cái loại tủ rất là chắc chắn và kiên cố luôn ha. Được tủ này là tủ lắp ráp chứ không phải là tủ mua chợ, cho nên là cái trị giá rất là mắc, cũng khoảng tầm 18-19 triệu đó quý anh chị. Rồi ở trên đầu tủ thì
chúng ta mở ra chúng ta thấy có một cái cây ti tự lực ha. Khi chúng ta mở ra thì cái cây ti tự lực nó sẽ tự bung lên, và khi chúng ta đóng lại chúng ta không có dùng chốt gài ha. Ở hai bên đều có hai cái tủ phía trên để chúng ta đựng đồ. Thì cái tủ này rất là rộng luôn, thoải mái chúng ta có thể sử dụng để đồ ha. Bên trong cánh tủ bên tay trái thì chúng ta có những cái vách ngăn để chúng ta để những cái vật dụng khác nè, có ngăn để tiền nữa, có két sắt luôn. Rồi, ta nhìn lại cái vị trí của khu vực không gian phòng ngủ ha. Chủ nhà cũng thiết kế cho mình một cái tông ốp dán tường màu tông vàng. Rồi đây là chúng ta cái cầu thang đi xuống. Rồi chúng ta cùng ngó xem lại cái toàn bộ cái không gian của ngôi nhà ha. Đây là không gian nhà bếp. Đây là không gian la phong trần của dãy lên cầu thang trên phòng ngủ. Rồi đây là rèm cửa cũng thiết kế cái màu tông rất là sáng. Rồi ha, đây là cái cửa nhôm kính có hiệu của Sinpha. Thì loại nhôm kính Sinpha này cũng rất là mắc tiền nha quý anh chị ha. Đấy, và bên trên thì ta có một cái gọi là cái phòng để đồ nữa ha. Bên dưới thì ta có cái tủ để đồ và các kệ để dép. Rồi đây là không gian phía trước. Thì không gian phía trước chúng ta có thể để được xe máy. Ở đây mọi người ha, đi ra là cái hướng để phía trước ta có một cái hồ cá nữa nè. Đó. Có xài cửa kéo nên rất đảm bảo an toàn. Khu vực ở đây thì rất là an ninh. Có camera, nhà có camera hành trình luôn. Cho nên là chủ nhà sẽ tặng cho chúng ta luôn cái camera hành trình này luôn. Thì khu vực ở đây thì rất là an ninh rồi. Tuy nhiên nên quý anh chị khi mua căn nhà này, quý anh chị không cần phải lo lắng về cái việc mất trộm ha. Đấy, toàn bộ phía trước thì được ốp đá và dán gạch ha mọi người ha. Đây là một cái khu vực phòng khách này, Bảo Phát vừa mới giới thiệu quý anh chị ha. Thì cái phòng này chúng ta có thể là làm sử dụng một phòng khách nữa, do là diện tích của nó ngang 7,8 lần cho nên rất là rộng. Rồi chúng ta cùng nhìn lại ha, một lần nữa tham quan toàn bộ cái diện tích của căn nhà ha. Đây là Bảo Phát nhắc lại là diện tích của căn nhà là ngang 7,8 và dài là gần 13 ha. Hiện tại là chủ nhà đang rao bán với cái giá này là 1 tỷ 600 triệu nha quý anh chị ha. Thì toàn bộ nội thất bên trong thì do là chủ nhà xây căn nhà này với là xây căn nhà để ở nên rất là tâm huyết, rất là kiên cố và chắc chắn luôn ha. Gác lửng được đổ tấm và cái kệ để đồ cũng là đổ tấm luôn cho nên rất là kiên cố. Cho nên là cái nhà này có giá với giá là 1 tỷ 600 triệu. Cho nên quý anh chị nào mình xem tham quan xong thì có dự định muốn sở hữu căn nhà này, thì nhà này nằm tại là gần trung tâm chợ và siêu thị cũng như trường học luôn, gần khu công nghiệp luôn ha quý anh chị ha. Rồi xin chào quý anh chị mình ha, ai mua thì liên hệ cho Bảo Phát.